bạn thì thấy là tôi đang ở dưới đáy hầm. Thì các bạn ạ, tôi đang ở dưới đáy hầm của cái hầm hầm bí mật. Thì tôi đang đi ở trên cái tốc độ cao ấy, thì là tôi phóng lên trên cái cầu kia nhanh quá, thì là cái map nó chưa kịp load, thì là tôi bị rơi xuống này luôn, tôi bị rơi xuống dưới đây luôn. Bạn thấy là tôi vẫn đi được trên này bình thường, tôi làm được tất cả mọi thứ trên này đều bình thường hết. Nhưng mà vấn đề là nó rất là kỳ lạ, kinh dị, kiểu nó cứ nhưng mà nói thì nói chứ bây giờ đã buổi sáng rồi nên tôi bớt sợ hơn, chứ lần trước tôi đi dưới này buổi tối các bạn ạ, buổi tối cái hầm này rất là ghê luôn, kiểu nó không nhìn thấy gì trong, các bạn rất dễ bị rơi xuống dưới map. Nhưng bây giờ tôi sẽ lá lên trên này cẩn thận và tôi sẽ không để tôi sẽ bị rơi xuống giống như lần trước tôi đã bị lại điều khiển trên cái iPad mà khó lắm các bạn, tôi cũng rất chậm. Đây. Ôi. Đây này. Đây là tách biệt cái hầm kia là hầm chính nhá. Còn đây là hầm phụ đi lên trên cái đèo ấy. Đây này. Đấy. Ôi nhìn nó ghê ghê. Này, đây là đường gọi là. Đấy, bây giờ tôi đi vào đây là tôi bị kẹt mất rồi. Oh, no, my car. Từ tôi ở à, đây rồi. No. Phanh tay. Tôi phải thật cẩn thận nha các bạn. Tại vì là tôi hiếm lắm tôi mới lên được trên cái này. Mà tôi mà làm rơi là chết được. No. Đây là lần cuối cùng tôi sẽ được gặp cậu hầm bí mật ạ. Tôi chưa chắc là tôi có thể gặp cậu lần nữa đâu. À! Dính anh idiot. Giờ tôi sẽ làm như thế là lần nữa, tại vì con này nhanh hơn con 488 nãy kia, nên là tôi sẽ thử gọi là phóng nhanh nhất có thể để lên trên cái chỗ hầm này, tôi lại rơi xuống dưới. Nên tôi đang đi rất là nhanh đúng không, là cái map đấy, cái map nó không chịu load đây này. Đấy, tôi rất là khổ việc cái map nó không chịu load để từ graphic, nhưng mà cái này nó không ảnh hưởng, cái graphic nó không ảnh hưởng. Vấn đề đấy là lý do tại sao mà anh ngồi trên xe tôi mà anh toàn thấy tôi kiểu bị rơi xuống dưới map ấy, và tôi toàn bị kiểu lốt như này, nhưng có lúc thì lốt rất là nhanh nha các bạn nha. Đấy, tôi đang phóng rất là nhanh đúng không, thế là kiểu cái phun hóa sinh nó không ảnh hưởng cho cái mạng của tôi đấy. Đấy. Đi thôi. Sẽ đi con này đi. Nó đỡ giảm tốc độ. Ây. Xe ở. Đây. Đây xe điện. Xe 100% điện. Ao. Thì tôi sẽ thử đi lên cái hầm bí mật đấy tiếp nha các bạn nha. Tại vì xin lỗi, đấy là cái tiếng máy rửa bát ngoài kệ nó. Cái lần trước ấy là bọn tôi cũng có đi lên, cũng có thể spam ra được, nó cũng có cái lỗi ấy. Nhưng vấn đề là bây giờ nó lại sửa mất cái lỗi đấy. Đấy, như các bạn thấy đấy, bí mật kia. Đau quá. Đây này. Thôi nói chung là video kết thúc ở đây, bye bye. Bye các bạn nha.